Bố rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào? Phải nói là hoàn hảo. Về nhà dễ khéo mà lễ phép. Tiêu chí con là dâu là không được hộp. Chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội. Bà nội già, bà nội chỉ dạy. Bây giờ cô còn phải thua nó liền. Hả? Nó dễ khéo quá, cô phải thua nó. Vì khi cô còn phải sợ nó. Mình giờ không lẽ mình lớn mình mới chồng mình bài, con dâu mình nó dẹp hoài. Cô thì cô buôn bán. Rồi nhiều khi cô mệt quá, để đó sáng mai về dẹp. Còn nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn. Dạ. Đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút. Cô nhiều khi cô còn ở dơ nó về bếp nút lắng con luôn. Nó hoàn hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa. Dạ. Thật sự quá. Ở với bà nội già bà nội khó lắm. Chỉ bảo từ ly từ tí. Thành ra nó về với cô. Gái miền Tây dễ thương luôn cô. Người miền Tây dễ thương. Mà dân Cà Mau dễ thương vô cùng. Dạ. Khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô? Hợp rất là nhiều điều. Thứ nhất là hát karaoke năng nè. Thôi đừng hát karaoke. Người già rồi không nổi đâu. Rồi, ăn uống rất là hợp. Giải trí nè. Hai mẹ con giản dị. Hà tiện. Chi tiêu hà tiện lắm á. Dạ. Để dành tiền sắm vàng mà chưa đủ sắm vàng nữa. Trời ơi. Ê, thỉnh thoảng mẹ con đi chùa. Dạ. Đi chơi. Thích trồng hoa trồng kiển. Thì nhà cũng có hát đúng không? Có. Này đam mê dân Cà Mau mà ca giọng cổ. Bây giờ mình làm câu nào đó. Làm câu đi. Căng mình thôi nha, đừng mất má. Ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây thôi, là má thôi, lại không má chịu. Má ca chung đi cho nó vui đi. Lâu lâu mới có dịp lên chương trình. Vậy đó. Em hát câu vòng cổ đi. Rồi em hát câu vòng cổ đúng rồi, con hát vòng cổ đi. Thương nhau câu bồ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tắng bụi chờ, em còn quài vòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên chầu. Hay quá. Quá cái miền Tây. Dạ. Cảm ơn chị. Vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể. Dạ. Này là mê ngủ. Mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con. Vậy tới tối mới chịu về. Cũng có phật ý nhưng mà cũng tha thứ được. Dạ. Dạ. Còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị? Cái gì không hợp với má thì nói luôn. Để về nhà không có dịp để nói đâu nha. Đó, má mở lòng. Dạ. Mở lòng đó, cứ nói thiệt đi. Thật ra là em thương má như là MC đẹp trung niên lên. MC xinh gái. Dạ, cảm ơn cô. Cô tên Nguyễn Thị A, năm nay cô 69 tuổi. Cô đến từ Thủ Đức, phường Liên Xuân. Dạ. Từ đó giờ cô sinh sống và lớn lên cũng từ Thủ Đức. Đó luôn, quê hương gốc gác của đó luôn. Còn đây là dâu cô. Dạ. Xin chào chú Huyền Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Em tên là Thư Di, quê em ở Cà Mau. Ở cuối bản đồ Việt Nam á. Em là dâu của má Út. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Chị làm dâu mẹ được 1.5 năm rồi. Mới đi thôi ạ. Mới đi thôi. Cô là muộn lắm. Rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu Cà Mau đó, cô cảm nhận thế nào? Cô bị sốc ghê lắm. Hả? Tại vì cô á, thứ nhất là ảnh hơi thấp. Thứ hai là cô là người say xe mà từ đây xuống dưới Cà Mau cứ dầu cả vấn đề. Nhìn thấy hơi thấp hả? Nó hơi thấp đó con. Nhưng mà tại vì nó mang quốc cao. Nhưng mà thôi cái lùn không quan trọng. Không quan trọng đúng rồi. Quan trọng. Cao thấp quan trọng. Nhưng mà ý mình cũng muốn có dầu nó cao. Dạ. Rồi gặp nó thì nói quê ở Cà Mau, cô cũng hơi bị sốc. Cô lên xe là cô ói, nhưng mà con mình nó thương. Cô thiền, con cô 30 mấy tuổi rồi, cô cũng có giàu sớm chút xíu để già rồi giữ cháu nội không nổi. Nhưng mà con trai cô có cao không? Trai cô cao, thất 75 á. Trời ơi, vậy là cô gái này phải xinh đẹp. Cô gái này phải thật sự là đẹp từ gương mặt á, đẹp trong tâm hồn thì con trai cô mới yêu. Cũng khoảng 2 năm rồi con mới cưới nhưng mà về chơi. Này là số 1, rất là dễ khéo. Ta nói cái nớ tinh giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu, chỉ lùn thôi. Khi mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, chị ấn tượng điểm nào không? Ta thấy mẹ dữ. Dạ, em với ông xã thì quen được 7 năm. Cái thời gian quen á thì gia đình không có biết. Anh nhắc về chung với bạn bè thôi.
có dắt ra chợ, tại má em bán ngoài chợ á, cứ ngồi ăn đối diện má em bán, đang nói má anh đó nhìn đi, sao nhìn thấy má khó quá thấy sợ. Em nói nhìn lén, nhìn lén dạ, nhìn ngoài sau lưng thôi, nhìn sau lưng sao biết má khó. Dạ đang đứng bán ở ngoài chợ đó, cái quay qua quay lại vậy đây, cái nhìn lén lén mới nhìn con, thấy má thối tiền nói chuyện khách hàng này kia, cô cũng đâu biết. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi lúc mà về làm dâu đó cô, con dâu nấu nướng giặt giũ rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào? Phải nói là hoàn hảo. Về nhà dễ khéo mà lễ phép. Tiêu chí con là dâu là không được hộp. Chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội, bà nội già, bà nội chỉ dạy. Bây giờ cô còn phải thua nó luôn. Hả? Nó dễ khéo quá, cô phải thua nó. Vì khi cô còn phải sợ nó. Mình giờ không lẽ mình lớn mình mới chồng mình bài, con dâu mình nó dẹp hoài. Cô thì cô buôn bán. Rồi nhiều khi cô mệt quá, để đó sáng mai về dẹp. Còn nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn. Dạ. Đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút. Cô nhiều khi cô còn ở dơ, nó về bếp nút lắng có luôn. Nó hoàn hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa. Dạ. Thật sự có hảo. Ở với bà nội già bà nội khó lắm. Chỉ bảo từ ly từ tí. Thành ra nó về với cô. Cái miền Tây dễ được. Thương luôn cô. Người miền Tây dễ thương. Mà dân Cà Mau dễ thương vô cùng. Dạ. Khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô? Hợp rất là nhiều điều. Thứ nhất là hát karaoke. Thôi đừng hát karaoke. Người già là không nổi đâu. Rồi, ăn uống rất là hợp. Giải trí nè. À, hai mẹ con giản dị. Hà tiện, chứ tiêu hà tiện lắm á. Dạ. Để dành tiền sắm vàng mà chưa đủ sắm vàng vậy. Trời ơi. Thỉnh thoảng mẹ con đi chùa. Dạ. Đi chơi. Thích trồng hoa trồng kiển. Thì nhà cũng có hát đúng không? Có. Này đam mê dân Cà Mau mà ca dạ. Giọng cổ. Bây giờ mình làm câu nào đó. Làm dạ. Câu đi. Căng mình thôi nha, đừng mất mát. Ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây thôi, là má thôi, lại không má chịu. Má ca chung xíu đi. Chung đi cho nó vui lâu đi. Lâu lâu mới có dịp lên chương trình thằng đó. Đó. Em hát câu dòng cổ đi. Rồi em hát câu dòng cổ đúng rồi, con hát dòng cổ đi. Thương nhau câu bồ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tắng bụi chờ em còn quay vòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên châu. Hay quá. Quá cái miền Tây hả? Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể. Dạ. Này là mê ngủ. Mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con. Vậy tới tối mới chịu về. Cũng có phật ý nhưng mà cũng tha thứ được. Dạ. Còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị? Cái gì không hợp với má thì nói luôn, để về nhà không có dịp để nói đâu nha. Đó. Má mở lòng. Dạ. Mở lòng đó, cứ nói thiệt đi. Thật ra là em thương má như là mẹ ruột vậy đó. Tại vì 10 tháng là em đã ở với bà nội rồi, không có ở với mẹ ruột nhiều. Cái thời gian mà sống với mẹ ruột thì khoảng chừng vỏn vẹn 2 năm thôi. Tính luôn thời gian mà mẹ mang bầu rồi sanh em 10 tháng đó. Má thì cứ có những hành động rất là thân thương, chăm sóc mình. Tuy là không có nói bằng lời nhưng mà em cảm nhận được. Nhưng má nói nãy có chuyện gì không hợp nó nói luôn để về nhà luôn không nhà. Có nói đó. Không dám nói á. Nói đúng là cô xem nói như gái tại cô không có con gái. Dạ. Thôi cô thích gái mà đẻ con trai không? Rồi lần này có bầu đẻ con trai luôn. Thì hai người là cũng một tiếng người là phụ nữ của gia đình nên là thích dọn dẹp nấu ăn. Những người mà hợp nhau quá thì cũng ví dụ như em làm em sắp xếp chén đổ như vậy xong cái không được vậy không được vậy sắp lại cái má sắp lại không đúng sắp lại y con như nè y gì con đi cái lần sau má lại sắp lại y dạng khác nữa. Ủa gì mẹ chồng hay là nàng dâu chỉ đạo? Nói vậy phải vậy. Nói về cô thua rồi. Hồi xưa mẹ chồng đình chiến nàng dâu. À. Hay nói câu đó mà giờ cô thua nàng dâu. Bây giờ đầu hàng luôn, bây giờ đầu hàng. Nàng dâu chỉ đạo luôn đúng không? Nó chỉ đạo luôn. Rồi phải làm gì? Làm gì? À, nói giờ là nó sắp xếp lại hả? Chen bác này kia sắp xếp lại hả? Bây giờ cô đầu hàng đó rồi đó. Chứ được cái nó rất là giỏi, nó qua bên chợ mà cô bán nó qua nó phụ một ngay là người ta bên chợ ta khen nó rồi. Dạ. Con này nó giỏi cực kỳ. Ủa con hôm nay là bao nhiêu tháng rồi? Dạ con được 8 tháng rồi. Vậy thì trong cái cách mà dạy cháu á cô,
hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô? Quá hợp luôn. Ví dụ hồi xưa cha mẹ cho ăn cơm mà lúc cháu thì nhai nhai cơm, bây giờ cũng có. Rồi ăn cơm lấy muỗng thò vô miệng ấy cái được, không cô không có. Thành ra đâu có nói gì phiền cô dụ nuôi cháu được. Cô cũng tăng lắm. Thành ra dâu đang chỉ đạo mà. Nó đang chỉ đạo cô mà. Nhưng mà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ai chiều cháu nhiều hơn? Bà nội thì thương nhiều hơn. Tại vì cái thời gian em ở nhà với con thì ít. Toàn bộ trách nhiệm mà nuôi cháu, dạy cháu, rồi tắm rửa đâu là bà nội làm hết. Bây giờ nó cho cô thêm một chức nữa là chức chú em. Bây giờ cái ngày nào nó đi làm cô giữ em, ngày nào nó xuống ca thì con mới đi bán được. Thôi, đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu. Làm dâu. Nhưng mà nói, nếu cô nói thì cũng khó tin. Nhưng mẹ chồng nhau không có gì mà thiềm khích tới nhau, mà không có gì mà không hợp nhau đó. Thật sự là từ về tới nay cô nó không có gì mà phiền lòng, có gì phải buồn á. Vui suốt vậy đó. Mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là mới hay sao, chứ mới có năm mấy em mới về sao, không biết sao. Chính mới này mình mới giải quyết nè. Mới này là câu chuyện hết sức là quan trọng. Có những câu chuyện mới mà mình cứ giấu trong lòng, rồi từ từ nó cũ như nó vẫn động trong đó. Đến ngày nào đó nó mới là nguy hiểm. Còn bây giờ mới mình giải quyết liền thì nó thoải mái lắm. Có cái tật xấu này nè, nói nhiều lần. Dạ. Ví dụ cô đi bán bên chợ, điện thoại thì để trong phòng phải nghe. Dạ. Cô gọi về lấy đồ, gọi không nghe. Cô phải miếng sơm chạy về lấy đồ. Hỏi xong nha, tắt ngủ, con ngủ con tắt điện thoại. Con tắt điện thoại về má con trúng gió, không bị cái gì, sao điện về được. Đúng không? Phải khắc phục chuyện đó. Phải rầy chứ nói ngay liền. Rầy đó. Tại vì người lớn tuổi á, ta có gì ta phải gọi con cháu liền. Nhưng có chuyện gì em đáng nhớ đối với mẹ chồng không? Em nhớ nhất là lúc mà em đi sanh á. Dự sanh của em là còn khoảng 10 ngày nữa mới sanh. Thì hôm đó đi làm về, thì tối hôm đó là đã đau bụng rồi. Hoài tới sáng luôn, chắc là nghĩ là gần sanh rồi. Mà vẫn đợi, gần tới 4 giờ rồi cái đi ra. Thì lúc đó là má không có nghĩ là em sanh, cho nên là vẫn chu�n bị đồ đi bán. Thì em kêu ông xã là chở vô bệnh viện đi, chắc em sanh đó. Em thấy em đau lắm rồi. Từ 4 giờ sáng xong tới 11 giờ trưa không có sanh được bình thường, thì bác sĩ mới cho đi mổ. Mẹ em thì ở xa, mẹ em ở dưới Cà Mau lận. Thì em sanh mổ xong rồi nằm trong đó thì cũng không có mẹ, cũng tủi. Tới lúc xuống phòng hồi sức rồi cái má mới vô. Lúc đó là nhớ nhất luôn á, tại lại mình nằm đó cái mà xí nha, xí nha. Tại vì cô làm đồ xong hết, cô đi bán 4-5 giờ nó đi, cô phải đi bán. Còn nha, chồng chạy về xin 2 triệu nha. Rồi má phải kêu mợ ba xuống giữ phụ chồng nha, thiếu cái đó nha. Thôi cô phải kêu mà chị dâu á, thôi giờ chị xuống giữ giùm, chứ giờ tôi lỡ đồ bán rồi. Thành ra bà chạy xuống giữ, giờ xin 2 triệu giấu. Đó là má rất yêu thương con dâu, nhớ từng chi tiết luôn. Về nhà thì mình ngồi đây, mình ngồi đây ăn thì má ngồi kia nhìn, cứ nhìn coi thử ăn hết không. Má để đi, hồi con ăn xong rồi con dẹp. Không, cứ nhìn, ngồi nhìn mà đâu có bới cơm mít đâu, cái ca nước đá xong phải bỏ hết cơm vô đó, nhí yếm xuống dọn dẹp đồ, mình quen tay rồi. Với lại mấy cái ngày mà em sanh á thì không có ai ở nhà, nói má mua cho con hai cái bầu tài đi, hai cái bầu tài về rửa chén với giặt đồ. Nghe lén mà má em nói với mẹ ruột, tôi nói dặn tôi mua cái bầu tài cho nó giặt đồ rửa chén, mà tôi nói giả bộ tôi quên không có mua để cho nó khỏi làm. Nên thương cái đó, thương ghê lắm. Nghe đứt ruột. Nghe đứt ruột. Còn nữa, mẹ đẻ ra nó mập, cái ăn cơm không dám ăn. Không dám ăn cơm, ủa sao ăn cơm ít nha. Con sợ mập. Thôi, con thưa con bú, con cứ sợ mập. Em tặng quà cho mẹ chồng hay là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa? Em có tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng một lần. Lần đó là ảnh dắt về là chỉ giới thiệu là bạn thôi. Lần đó chắc là má biết rồi. Nghi rồi, tự nhiên có chuyện nhật rồi. Nghe hơi gió là biết. Ảnh ngày xưa giờ ảnh ấy, xưa giờ là chưa bao giờ dắt bạn gái về, mà lần này dắt về chắc chắn là má sẽ biết luôn. Khỏi giới thiệu má cũng biết rồi. Kỳ sinh nhật cô đó cầm 54, nhỏ lắm, mai 69 tuổi, chưa có bao giờ có sinh nhật. Trời. Bữa đó con đi bán ở nhà tự nhiên thấy về bày ra bánh này. Ủa làm gì sinh nhật ai à? Sinh nhật má. Anh nghĩ rằng là phải tổ chức sinh nhật cho má nhiều hơn nữa. Cô xưa nghèo khổ mà nhà quê đâu có biết sinh nhật. Quê đâu, như... ở quận 9 đó giờ. Không rồi, nếp sống nó quen rồi đó. Dạ. Không, hồi xưa tên cô là quê. Hôm nay có con trai của cô gửi thư ha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chào hai MC Huyền Linh và Lê Lộc. Kính chào mẹ và chào vợ yêu. Con rất hạnh phúc khi gia đình mình được thêm một thành viên mới. Vui hơn là mẹ chồng nàng dâu giống như hai mẹ con, quá là tâm đầu ý hợp. Chỉ có một đặc biệt là mẹ chồng thích thức, còn con dâu thì thích ngủ. Vậy thôi, xin cảm ơn ông trời đã ban cho gia đình một nàng dâu, một người vợ tuyệt vời. Xin cảm ơn mẹ đã thương yêu và thông cảm cho vợ con.
tận tâm dạy bảo như con gái của mình. Xin cảm ơn ba mẹ, vợ đã tặng cho con một người vợ như mong ước. Và cảm ơn vợ đã đem lại cái niềm vui cho gia đình. Ước mong sao cho tình cảm này sẽ được mãi mãi dài lâu. Tâm nguyện của con là sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mẹ đỡ phải vất vả, an hưởng tuổi già vui cùng con cháu. Con cảm ơn nữa là dành cho chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội giải bài cùng nhau. Kính chúc chương trình ngày càng hay hơn. Dư Quang Trung. Chồng em á là ít nói lắm. Viết những cái lá thư này mình thấy hết hồn luôn, bất ngờ ghê luôn. Về hưu đi, giữ gìn sức khỏe giống như là con trai nói nãy đó. Cuộc sống hai đứa nó cũng còn khó khăn. Dạ. Cô còn bươn chải được, cô phụ. Còn chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn một điều là mẹ luôn luôn vui khỏe, sống vì bản thân mình nhiều hơn. Rồi, hai mẹ con ôm nhau nào đó, thấy thương quá. Cô cũng cảm ơn chương trình. Chúc chương trình nè ha, tóc đẹp càng ngày càng đi lên. Dạ. Khi nào lên chợ Linh Xuân thì con chăn muốn chạy giò chay nha. Thôi để cái tiệm cơm chay để nhớ Quỳ Linh Lê Lộc nha. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Em xin gửi tặng chị bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Con xin gửi tặng cô cho nó cầm luôn hay con. Dạ cô chắc lấy cái bự này ha. Đúng rồi con, cái này muốn nhận các máy cô cũng cầm. Dạ đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Rồi, cảm ơn hai con, hẹn ngày gặp lại nha. Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô vui khỏe nha. Rồi, bán đắt nha cô nha. Rồi, bán đắt. Dạ.